đúng là em là phiên bản của chị cách đây mấy chục năm về trước. Ví dụ như ngày xưa em học á, là em cũng 12 năm học sinh giỏi, em đậu 3 trường đại học, trong đó là tuyển thẳng một trường và đậu 2 trường ở hai khối khác nhau. Khoa học xã hội nhân văn là tuyển thẳng này, rồi đại học ngoại thương là thi khối D này, khoa kinh tế đại học quốc gia là thi khối A nè. Và em vẫn còn thời gian để em có giải về ca hát này, em có giải về võ này, em có giải về đá cầu này, rồi em đi sinh hoạt gia đình Phật tử này, và cũng thi hoa hậu hoa khôi. Cho nên là có một tiếp người á, là được ông trời cho rất là nhiều thứ và rất là tài năng. Có nghĩa là mỗi thứ một chút. Nhưng mà khi mà chị bước vào giai đoạn năm 27 tuổi thì bắt đầu chị mông lung. Có nghĩa đâu là cái thế mạnh lớn nhất của mình để mình có thể là coi nó như một cơ hội sự nghiệp, và mình tập trung vào nó để phát triển. Bởi vì đến lúc đó thì không phải là cái lúc mà người ta nhìn nhận mình tài năng như thế nào, mà lúc đó mình phải thực sự giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó hoặc một chuyên môn nào đó, và mình kiếm được tiền, mình làm giàu được từ chuyên môn đó, thì áp lực hơn rất nhiều. Và đó là cái bài toán mà em phải trăn trở, phải giải trong cái độ tuổi là 27. Cho nên là chị cảm thấy chị rất là mừng cho em, bởi vì em trẻ hơn chị. Em mới có 20 mấy thôi nhưng mà em đã đặt nghĩ về chuyện đó, đặt vấn đề về chuyện đó. Thì có nghĩa rằng là chị tin khi mà em xác định được con đường của em sẽ đi nhanh hơn. Thực ra cái vai mà em sẽ đẹp nhất và hợp nhất, em sẽ làm leader cho một đội nhóm nào đó, một team nào đó. Và con đường em có thể đi nên là một con đường liên quan đến quản trị và là một nhà lãnh đạo. Chị nghĩ đó là con đường em nên đi. Nhưng mà vấn đề bây giờ, tất nhiên không ai tuyển dụng em để làm một nhà lãnh đạo ngay từ bây giờ. Cho nên chị gợi ý nhé, có thể đúng, có thể sai, và các anh có thể bổ sung thêm. Em có thể tham gia ở một cái vai trò mà nó đúng với cái vai trò là giúp đỡ, hỗ trợ con người phát triển trong một công ty về công nghệ. Bởi vì em có được ít nhất là những kiến thức nền của cái ngành nghề liên quan đến công nghệ. Và các kỹ sư công nghệ, rất là nhiều những kỹ sư thì lại thiếu cái khả năng diễn đạt được cái điều mình nói, cái khả năng truyền tải được cái điều mình nói. Em có được khả năng đó, cho nên em sẽ là cái người mà có thể thúc đẩy họ hoàn thiện bản thân họ hơn, để có thể là chia sẻ những cái idea của họ. Kết nối nội bộ thì quan trọng nhất ở đây là, một là khả năng cảm nhận, hiểu và thấy được điểm mạnh của người khác, khả năng thấy được sự rời rạc hoặc là những cái vấn đề mà tập thể chưa gắn kết với nhau, dựa trên sự thấu hiểu nhân sự đặc thù của ngành nghề đó, đúng không? Tiếp theo nữa là khả năng sáng tạo ra những hoạt động, những sự kiện, những chương trình có tính kết nối nội bộ, bao gồm kể cả là đào tạo, bao gồm là team building, bao gồm là những hoạt động gắn kết khác. Và cuối cùng nữa là tổ chức thực hiện những hoạt động đó. Và chị nghĩ rằng cái con đường để mình đi ở những vị trí lãnh đạo cao hơn, nó đều có thể bắt đầu từ một phòng ban nào đó, và mình thực hiện tốt cái vai trò đó, và mình có giá trị, và mình có tính dẫn dắt. Thì chị nghĩ nó cũng có thể là một con đường cho em đi. Như vậy em vừa hiểu đặc thù của những kỹ sư hoặc là những chuyên viên về lập trình hoặc là làm công tác về kỹ thuật. Em vừa có thể sử dụng tài năng của em trong cái việc là gắn kết nội bộ. Chị nghĩ cái đó là một cái hướng phù hợp, em có thể cân nhắc. Thì chị không biết là đi xa bao nhiêu, thành công bao nhiêu, cái này không ai cam kết được, tại vì nó thuộc vào tài năng, sự nỗ lực và ý chí của em. Nhưng mà chị nghĩ đó có thể là một cái tia sáng, để nếu mà em cảm thấy những gì chị nói mà nó cũng đúng trong cái trong lòng em, thì nghĩ thêm về nó. Đến khi nào mà nó đủ mạnh và em đủ quyết tâm thì maybe nó là một cơ hội cho em. Thứ nhất là em có những điểm mạnh chị Diễm nói rồi, còn điểm yếu của em là sống dựa vào tiếng vỗ tay và sự ghi nhận của bên ngoài nhiều hơn. Nên ở nơi nào có niềm vui, có nhiều người sự ghi nhận, có nhiều người vỗ tay, có nhiều người tán thưởng, thì nơi đó sẽ là điều em muốn tập trung, và đó còn là lý do em muốn đến cái chương trình này. Chính vì vậy thì em đang học về ngành kỹ thuật viễn thông, rất khó để cho em có thể làm được việc đó. Giống em thấy bác sĩ ngồi chỗ em không thích, nên chắc chắn khi em bắt em vô làm một cái kỹ thuật về viễn thông, về điện tử là khả năng là em cũng sẽ không chịu làm. Nhưng ngược lại chớ trêu là với tính cách đó của em chịu làm, thì em sẽ lên rất nhanh. Bởi vì muốn làm leader của mấy ông kỹ sư đó mà mình có được về chuyên môn kỹ sư kỹ thuật rồi, mà mình lại có cái khả năng về diễn thuyết, trình bày, giao tiếp, kết nối đội nhóm, motivate người khác tham gia đoàn đội. Giờ anh chỉ cho em một lời khuyên, nếu em trụ được ở vị trí đó, chuyên viên kỹ thuật 3 năm thôi là em phải lên chức. Mà lên rất dễ, bởi vì lúc đó em chỉ cần làm tốt cái chuyên môn của em thôi là ngay lập tức là em đã tập hợp được mọi người và em lên chức nhanh lắm. Nhưng mà chớ trêu là do mình đã học MBA rồi, giờ mình vô mình muốn mức lương là 20. Nãy giờ em đi em cứ đi xin phỏng vấn không ai nhận ấy. Em muốn thành công thực sự, anh cho em lời khuyên, em chọn một vị trí chuyên viên liên quan tới ngành của em ở một công ty tương đối lớn một chút, chấp nhận cho anh từ 1 đến 2 năm thôi, em không có là em lên team leader ngay à, với điều kiện là em rất say sưa vào cái chuyên môn đó, em lên chức rất là nhanh. Thực ra nhưng mà vấn đề của em này á, cái đam mê lớn nhất của bạn á là em cũng không nghĩ là tiếng vỗ tay đâu. Bạn mong muốn là đem đến giá trị cho người khác và thúc đẩy người khác tốt đẹp hơn. Đó là cái mong muốn mà lớn nhất của bạn. Anh biết sao, ví dụ như em kiếm tiền, em kiếm được tiền em cũng
nó vui nhưng mà nó vui có chung này à. Nhưng mà khi mà em thúc đẩy một cái người nào đó mà họ đi đúng con đường và họ thành công trên đường con đường đó, kể cả là phụ nữ, người ta nói là phụ nữ là hay cạnh tranh nhau, nhưng mà khi mà em thúc đẩy một người phụ nữ nào đó mà tốt hơn, giỏi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, hạnh phúc hơn, trong lòng em rất vui. Cho nên nó có cái tuyết như vậy. Thì nhưng mà chị thấy cái hướng của anh Sơn chắc chắn hơn cho em về câu chuyện là sự bền vững. Cái hướng của chị thì đôi khi là đột phá hơn và em thích ngay từ đầu liền. Nhưng mà em muốn làm được nhiều hơn thế, thì lời khuyên của chị, em nên làm cho một công ty có tính kỹ thuật, có thể là một công ty về công nghệ. Cái thứ hai, dù làm ở vị trí nào thì em cũng phải vươn lên là vị trí là leader, team leader, và sau đó là hướng đến những cái vị trí cao hơn. Và một trong những cái điều mà để em làm đó là em phải lãnh đạo bản thân em, tìm ra được cái điều em muốn, tìm ra được cái sứ mệnh, cái hướng đi của mình á. Đó, cái việc này em phải làm hàng ngày luôn, thậm chí là tự kỷ ám thị bằng cách là sáng dậy nhìn trước gương. Mình muốn gì? Mình muốn trở thành người như thế nào? Hãy làm nó để cho nó khao khát, nó thúc đẩy cái tiếng nói bên trong em á, trả lời được cho câu đó cho em. Thứ ba nữa, em sẽ được dẫn dắt á, và được cởi mở tư duy, vươn ra những tầm cao mới bằng một vị sếp giỏi và tư duy của họ lớn. Phải kiếm cho mình ba yếu tố đó. Còn chị nghĩ cái yếu tố như là lương bổng hay là gì đó, tại vì gia đình em không áp lực về kinh tế, em không phải nuôi gia đình. Thì và em là đàn ông, chị nghĩ là nhu cầu cuộc sống của em là tuyếp là có nhiều xài nhiều, chứ cũng không phải là đua đòi hay là chứng tỏ thể hiện với bạn không ăn chơi. Cho nên là em sẽ sống rất ổn thôi. Bây giờ tập trung vào những cái mục tiêu đó, và khi mà em bật ra được cái vùng an toàn của em, có nghĩa là em biết được là em muốn gì, em biết được con đường đi của em, thì chị tin rằng là em đi rất nhanh với cái sự thông minh và những cái gì mà em đã có được. Những lời khuyên của hội đồng thẩm định và tư vấn mang tính chất chia sẻ và góp ý cho ứng viên của chương trình, mong khán giả đón nhận với góc nhìn đa chiều. Hãy đăng ký tham gia Cơ hội cho ai Futures ngày hôm nay để chớp cơ hội vàng, sẵn sàng bứt phá.